Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh NT Channel nhé. Và mọi người ơi, hôm nay thì anh em mình đi mở rương nha các bạn. Ở đây thì anh em mình bật được tầm khoảng là 2 chiếc rương nè. Cũng khá là ngon ha. Wow, rương này anh em mình mở được một cái bet. Rồi, rương này thì nó xịn sò hơn một chút xíu. Chúng ta xem thử cái phần thưởng của chúng ta sẽ là cái gì. Ây cha, được có 25 thôi hả? Hơi bèo nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đi nghía nhẹ coi. À các bạn ơi, anh em nào đang cần những cái nick để chơi game thì các bạn đừng quên liên hệ trực tiếp với HNT nha. HNT có bán những cái nick Dragon City cho mọi người nha. Và mình cũng có nhận mở những cái gói VIP trong game luôn. Mình mở thì cái giá trong game và kèm thêm một ít phí nữa hen. À, bạn nào muốn mở thì cứ việc liên hệ với mình qua Facebook nha. À, link Facebook mình để bên dưới phần mô tả của video hen. Rồi ở đây thì anh em mình nghĩ nhẹ ăn cái nha. Ui chà, bé này cũng khá là xịn sò đây. Chúng ta hôm nay vô bật thử cái bé này coi coi anh em mình lụm được con này về hay không nha. Rồi, trò chơi đặc biệt khi mà anh em mình lên tới cửa thứ 50 thì chúng ta sẽ giải cứu được bé yêu hàng gọi là siêu phẩm nha. Wow, mới vô bật cái là thấy ra Orbit rồi đó nha. Rồi, hàng tiếp theo vẫn là Orbit luôn. Ôi sao như mình được chọn cái gọi là cái món đồ mà nó cùi bắp nhất luôn thì phải đấy. Rồi, thử cái phần thưởng này coi, được 3 viên game nè. Ui, con yêu quái đã bắt đầu xuất hiện rồi các bạn ơi. Lần thứ ba là yêu quái bắt đầu xuất hiện nha. Anh em mình lần này né né yêu quái ra nha. Wow, chọn vô là dính chưởng nó liền. Rồi, tầm này anh em mình mở thử coi. Ây cha, cái gì mà cùi bắp vậy men. Tiếp theo, để coi coi mình chọn đại cái này đi hen. Rồi, không dính con yêu quái nha mọi người. Bây giờ thì có lẽ là mình chọn vô đây. Nãy giờ con yêu quái xuất hiện chỗ này 3 lần rồi đó. Đó, 3 lần mà lần thứ ba thì nó không xuất hiện nữa hen. Đó, khá là ok nha, bây giờ mình chọn thử cái chỗ này coi. Wow, không dính yêu quái nha mọi người. Ổn áp luôn. Rồi, bây giờ anh em mình chọn thử vị trí này coi. Yeah, ngon lành nha, qua cửa. Rồi, tiếp tục luôn ha. Bây giờ thì anh em mình bắt đầu me nhẹ. Ôi, hơi hồi hộp tí hen. Ây cha, con yêu quái nó xuất hiện rồi các bạn ơi, cay quá nha. Ở đây anh em mình chơi lầy luôn, tốn 5 viên game để có thể vượt qua được. Rương này thì anh em mình sẽ ra được Orbit ha. Orbit Heroic với Orbit của dòng Legend, nói chung là cũng ngon. Tới công chuyện. Cái gì vậy? Sao mà nó đứng yên luôn rồi? Kèo này thấy không vui rồi đó nha. Wow, nó bị lắc các bạn ơi. Thôi, bây giờ anh em mình tiếp tục cuộc hành trình để giải cứu thành viên L nha. Wow, game này nó hơi lắc các bạn ơi. Bây giờ là anh em mình bật tới cái trứng vàng luôn rồi. Rồi, cửa này là cửa thứ 16 nha mọi người. Nãy giờ là anh em mình bị một con yêu quái. Mới nhắc tới yêu quái là nó lụm mình nữa rồi. Thôi, không chơi nữa các bạn ơi, chơi này tốn tiền quá. Mới giờ sương sương định lụm mình 15 viên game hả? Cho 5 viên game thôi chứ đâu có dễ dàng mà vũ game của anh vậy được. Rồi bây giờ thì anh em mình đi làm nhiệm vụ nha mọi người. Khu vực lead cần win là nói chung á là có bao nhiêu đẩy hết bấy nhiêu ha. À quên nữa, Advent về Blood Island anh em mình cũng không thể bỏ qua được. Hai trận trong khu vực lead các bạn ơi. Rồi vô kèo nha. Săn tay áo lên. Trận này thì anh em mình sẽ mang đội hình gì đây? Vàng Heroic khá là VIP luôn. Rồi. À và trên trang web của mình là trang hantychannel.com thì anh ta có bán những cái nick Dragon City cho anh em nha. Anh em nhớ ghé vào tham khảo những cái nick đó và muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với anh ta luôn nha mọi người. Vì đó là những cái nick Dragon City thì nó hơi khó khăn hơn một chút xíu ha. Là nó cần anh ta hỗ trợ về đổi các bạn, đổi thông tin đó, cho nên anh em mua thì cứ việc inbox trực tiếp với mình nha. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đi trêu ghẹo nhẹ tem bạn nha. Lần này thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu đặc biệt của các thành viên thuộc dòng, đó chính là Heroic nha. Trong này là Heroic VIP nha mọi người. Wow, ổn áp ha. Rồi, tầm này anh em mình khử nhẹ với tuyệt chiêu đặc biệt luôn nha. Đây, lụm nhẹ ha. Rồi, vô kèo luôn. Hiệp thứ 2 nha mọi người. Wow, tầm này anh em mình sử dụng tuyệt chiêu đặc biệt xem. Wow, lụm luôn các bạn ơi.
Rồi, victory ha. Sương sương thì anh em mình đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là trả nhiệm vụ nha. À, khu arena thì anh em mình sẽ đến với là... Đây, tới công chuyện luôn. Theo cái sự mà nghiên cứu của mình, con này máu nó khá trâu. Nhưng mà mình thì máu cũng ngang cơ với tay mạng ha. Cũng không có kém cạnh bao nhiêu. Chơi khô máu luôn. Rồi rồi, tới công chuyện nha. Đây, chỗ này thì anh em mình sẽ lụm luôn cái thành viên đặc biệt này đi. Lụm chưa nổi các bạn ơi, con này nó cũng khá là khỏe ha. Phải gọi là ao nhay nhẹ với tên bạn mới được. Rồi, lụm nha. Wow, ổn áp các bạn à. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là tuyệt chiêu của dòng Karma. Tới công chuyện luôn. Wow. Rồi anh em ơi, bây giờ anh em mình phải chạy vô thôi. Chứ tầm này con này nó khá là cứng rồi. Mình là Karma nhưng mà mình không kích hoạt khả năng miễn nhiễm là anh em mình cũng rất là đắm đuối với tên bạn nha. Không đùa với tên bạn được. Ôi cha, bây giờ thì lụm nhẹ. Anh em mình còn thêm một cái khả năng nữa là khả năng hồi sinh nha mọi người. Wow, ổn áp nha. Bây giờ thì bắt đầu xài tuyệt chiêu đặc biệt nè. 60% được tăng thêm với tuyệt chiêu lá. Victory. Wow, bây giờ thì anh em mình đến với cái đội hình này thì nó cũng hơi gắt nha. Thế bạn có một cái em gọi là mắt rồng các bạn ơi. Rồi rồi, tới công chuyện nha. Lộn, sát thương nhân 2 và tên bạn không có khả năng hồi sinh nha mọi người. Đây, lụm luôn ha. Ui cha, qua cửa rồi. Tiếp theo thì đến với cái bé yêu này luôn. Vô kèo nha. Phá xong cái bộ giáp rồi. Bây giờ thì anh em sẽ lụm với tuyệt chiêu là mặt trăng ha. Victory. Qua được một cửa nữa rồi các bạn ơi. Wow, hai trận thì chắc có lẽ là đã xong được nhiệm vụ rồi đó anh em. Bây giờ anh em mình ra trả nhiệm vụ coi. Để xem coi nhiệm vụ tiếp theo của anh em mình sẽ là cái gì ha. Đây, nhiệm vụ tiếp theo sẽ là 8.000, thu hoạch đi thức ăn coi. Rồi, ổn áp các bạn ơi. Chỗ này thì hai trận trong khu vực list. Tới công chuyện luôn. Hai trận trong đây, hen ở đây mình gõ được tới 3 trận luôn các bạn. Di sức qua cầu nha. Tầm này thì... chắc có lẽ là mình phải xài thì chiêu đặc biệt rồi. Với khả năng đánh lan anh em mình cưa cả 3 con nha. Đó, tuyệt vời, mặt trời con này 5 sao hay sao mà trâu thế nhờ, 1 sao. Rồi, xài chiêu đặc biệt luôn cái nữa nè. Lên bảng đếm số luôn. Ôi, con này nó có 90 mấy ngàn máu thôi à. Rồi, bây giờ cho bé Karma ra thể hiện kỹ năng nha. Đây, và các bạn thấy Hunter review về bé rồng nào thì đừng quên để lại bình luận cho Hunter biết với nha. Hunter review thêm những cái bé rồng mới cho các bạn xem ha. Rồi, lụm nhẹ luôn. Evan thì anh em mình vẫn cố gắng lụm những cái thành viên rồng mới nữa nha. Bây giờ thì để mình nghĩ nhẹ thử đội hình của tên bạn coi. Tuyệt chiêu đặc biệt khi mà anh em mình chuyển cái lượng sát thương còn dư lại cho con bên trong. 110 mấy ngàn máu thôi các bạn. Đẩy cho thằng nhỏ nào bên trong ngụm củ tỏi luôn rồi. Rồi ở đây thì anh em mình cho bé Karma ra thể hiện kỹ năng đi cho nó vui nè. Level 70 thì càng quét không thành vấn đề rồi. Bé này mắt đỏ luôn, chứng tỏ là thông minh đúng không? À, con mắt đỏ này có hai lượt đánh đó các bạn. Có cái chiêu rất là đặc biệt và thú vị đấy. Rồi anh em mình ở đây thì đến với... Ây cha cha. Rồi chỗ này anh em mình cưa cả ba con cùng lúc xem. Wow. Rồi chỗ này anh em mình lụm nhẹ cái bé này ha. Tới công chuyện luôn rồi. Chỗ này anh em mình xây đến với cái chỗ này đi.
Ôi khoan đã, ra trải nhiệm vụ một cái rồi mới qua đó được các bạn ơi. Hai trận trong khu arena luôn ha. Đây, vô kèo liền. Rồi anh em mình sẽ đến với cái thành viên đặc biệt này đi ha. Máu mình cũng khá là trâu luôn, ao nhay với tên bạn đi. Mình còn được 200, nguy hiểm rồi. Rồi, chạy vô thôi các bạn ơi, ao nhay kiểu này không ổn lắm ha. Hai con Kha'Mat gặp nhau luôn. Giao luôn như vậy thì nói là hết sảy rồi. Rồi xin trở lại thêm một lần nữa, nhưng mà chắc có lẽ là anh em mình phải thay đổi thôi. Anh em mình sẽ đến với bé này đi. Victory nha. Rồi ổn áp các bạn à. Bây giờ thì nghĩ nhẹ thử đội hình của tên bạn xem. 70. Kèo này cũng hơi gắt nha. Lụm các bạn ơi. Ui cha cha, ổn áp các bạn à. Ui victory, vậy là anh em mình đã qua được một cái cửa khá là khoai rồi. Hai hiệp ha. Bây giờ anh em mình vô troll nhẹ tiếp coi. Lần này phải đổi rồng rồi nha. Đây đây. Em này thì nhìn khá là giống con rồng nha. Đó, game Dragon City là game rồng mà con này nó nhìn nó khá giống con rồng luôn á các bạn. Đây, con rồng mà nó mang thêm một cái bé bét khá là cute nữa. Rồi, ao nhay với tên bạn luôn. Anh em mình xài Kha'Mat cho nên mình khá là tự tin về cái khả năng win của anh em mình nha. Anh em mình khử dù sao hết hai con rồi, tới cái con thứ ba này để coi cái ao nhay nổi không. Chắc có vẻ là không ổn lắm rồi mọi người ơi, nó quýnh mình gọi là đi du lịch luôn. Thôi tới bé này đi. Victory nha. Và đến với cái hiệp tiếp theo. Ui chắc cái gì anh em mình hy sinh hết hết anh đại luôn hả? Căng vậy. Rồi bây giờ tiếp tục đi trêu ghẹo nha mọi người. Đây là thành viên Snapper. Em này thì ôi cũng khá là căng nữa. Đành phải ao nhay với tên bạn vậy. Hai con này nó không có đam. Nó không có đam sát thương nhân hai với nhau. Ôi chơi trò hút máu nữa hả? Đây. Ây ẩu rồi, cái chiêu này nên dành cho cái con bên trong thì nó sẽ ngon hơn đấy.
Ôi không có con nào được sát thương nhân 2 nữa luôn. Đang ráng kiếm coi anh em mình được sát thương đam nhân 2 thì nó quýnh nó ngon lành hơn đó các bạn. Ôi chà, em này thì Mythicast nhưng mà mới có một sao thôi. Victory. Đây ổn áp nha. Rồi tiếp theo thì anh em mình ra trả nhiệm vụ một cái 20.000 thức ăn thì ok. Ôi cha không được luôn. Ca này không ổn áp rồi các bạn ơi. Rồi và mọi người ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh em một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.